Tại sao sữa có màu trắng? Lý do con người luôn nhìn thấy sữa có màu trắng đó là các protein casein và một số các chất béo trong sữa phản chiếu dài bước sóng màu trắng rộng được chiếu vào mắt sẽ khiến con người nhìn thấy sữa hoàn toàn là màu trắng. Như vậy có nghĩa rằng nếu trong sữa không có các chất béo và các casein thì sẽ xuất hiện ánh sáng màu xanh bởi màu đó bị khuếch tán ánh sáng. Đó là lý do con người thường nhìn thấy có chút ánh sáng xanh trong các loại sữa tách kem, sữa không chất béo.